Là một người mẫu tự do, thế nên là việc phải làm việc dưới những cái lớp make up dày đặc này cũng như là ánh đèn flash rọi vào người mình là một việc hàng ngày luôn. Vì thế sau mỗi buổi chụp, cái chu trình dưỡng da, chăm sóc và làm sạch da luôn luôn được mình chú trọng và ưu tiên. Thời gian gần đây thì mình có dùng cái bộ sản phẩm chăm sóc da mặt từ Nhau Thai Kiều của nhà The Natural Book và mình thấy đây là một dòng sản phẩm rất tuyệt vời. Vì thế nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái dòng sản phẩm mà mình đang dùng nhé. Đầu tiên sẽ là sản phẩm tẩy trang Natural Book, dòng sản phẩm tẩy trang dẫn đầu với tác động kép, sạch sâu và cấp ẩm một cách tối ưu. Sau khi làm sạch da mặt, chúng mình sử dụng tới toner Placenta là sản phẩm giúp cân bằng ẩm cực tốt, cùng với đó là thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện sắc tố da một cách hiệu quả. Để cho làn da được refresh tức thì và giúp cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn vào da, tăng độ đàn hồi dành cho da, giúp cho da luôn được căng bóng và mịn màng, thì tiếp theo mình sẽ sử dụng mặt nạ Luminous Placenta. Sau đó là sản phẩm tinh chất Ampoule với khả năng thẩm thấu gấp nhiều lần so với serum. Em này sẽ giúp tăng cường collagen và elastin dành cho da. Cuối cùng đó chính là kem dưỡng. Em này thì sẽ giải quyết mọi vấn đề về lão hóa cũng như là phục hồi thương tổn ở trên da của chúng mình. Bộ sản phẩm dưỡng da Placenta là sản phẩm giúp trẻ hóa da, chống lão hóa tối ưu dành cho bạn. Vậy hãy cùng mình thử và cảm nhận nó ngay trong ngày hôm nay nhé!